Xin chào mọi người. Xin chào, xin chào. Lên chưa? Em nghe gì đấy? Anh bật điện thoại. Ừ, bật nhá. Tắt đi. Mày. Lên rồi. Mày tối tối đấy. Mày nói gì chưa? Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là buổi tối thứ hai và cũng sẽ là buổi cuối cùng bọn mình sẽ livestream về N5 trong suốt một tháng vừa qua, đúng không nào? Dương Hồng Thương này, Thắng này, xin chào mọi người. Xin chào. Sao tối tối kiểu gì đấy? Sáng mà. Mọi người ăn tối chưa? Với cả hôm nay thứ hai có ai phải đi làm không? Chào Đức Thắng. Hôm nay là hẹn với các bạn N5 đúng không? Trông tối tối buồn buồn nữa. Nguyễn Hiền này, cô Mao, mọi người bắt đầu lên hết rồi này. Ồ. Cho đáp án chưa? Đáp án gì đấy? Chưa, mới đầu nói chuyện với nhau tí chứ, chưa chi đã đáp án gì đấy. Hôm nay là buổi cuối cùng trong phần N5 rồi, thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau chữa một đề nhá. Chữa một đề thi thử. Mấy buổi trước thì bọn mình đều làm về gì nhờ? Về đọc hiểu đúng không? Chữa các bài đọc hiểu. Hôm nay thay đổi không khí một tí. Anh có ai đây thì gặp chào đi. Chào Nguyễn Thắng này. Đinh Nguyễn, công bao à. Công bao à. Nhớ là hôm nay chỉ N5 thôi nhá. Các bạn N4, N3 thì không được vào giúp được các bạn N5 đâu đấy. Đúng rồi, cậu Quang Chi Chi đã đáp án luôn rồi này. Thắng Nguyễn này, Quang Đức này, xin chào tất cả mọi người. Đấy, chúng ta sẽ chờ một chút thì xong rồi khi nào các bạn đến đông đông mình sẽ cùng nhau làm nhá. Ok, hôm nay là N5 nhá, đừng có N4. À, với cả tuần trước thì có chào một buổi Windy. Tuần trước một buổi thứ 5 á, hôm thứ 5 thì bọn mình không làm được livestream của N3, N2 bởi vì là hôm ý thầy Dũng bị ốm. Hôm nay khỏi rồi. Thì tuần này bọn mình sẽ vẫn làm N3 bình thường vào thứ 5 và sẽ bởi vì nó thiếu một buổi mà nên là chắc là có lẽ sẽ làm vào bù vào thứ 2 tuần sau nhỉ. Tuần thứ 2 tuần sau nhá, cho các bạn N3, N2 nhá. Hay Quang Đức này, Thắng Nguyễn này. Xong nay thấy ít thế nhỉ? Mọi người vào mà không thấy comment hay là trên máy em không thấy hiện được comment. Máy anh có comment gì không? Có. Sao máy em chẳng thấy có ai comment nhé? À đây rồi. N3 đang giải đề xem ké ạ. Không bao giờ. Huyền Anh này, em chào Sensei gọi tên em đi ạ. Huyền Anh, chào Huyền Anh nhá. Đây khỏe rồi. Cô Thanh hôm nay lại khổ khịt rồi đấy. Nghe giọng có thấy yếu không? Vẫn khỏe lắm. Thôi em ngủ đây, khi nào thầy cô chữa đề N3 em lại lên. Cậu Quang ấy hả? N3 thì hẹn N5 nhá. Nhưng mà mọi người ví dụ đang học N4, N3 thì có khi nhìn hôm nay ngồi xem đề N5 lại thấy buồn cười, ngồi chữa lại thấy hay ấy. Thanh nói to thì còn gì. Đúng là giọng của Thanh hôm nay có yếu nên cô chỉ nói được như thế thôi. Nói to gì đó. Làm đến N2 á. Hôm trước làm đến N2 mệt quá trời vì làm mất gần 2 tiếng đồng hồ liền đúng không? Có ai nhớ không? Đây làm gì đây? Đúng, mọi người biết thầy Dũng đang làm gì. Thầy Dũng đang khỏa thân, thay quần áo, thay áo. Chắc là lên hình thấy áo này không đẹp dai lắm. Rồi, chờ thêm một chút nữa nhá, xong rồi chúng ta sẽ cùng làm đề luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Giọng hôm nay mình to này rồi vẫn còn hơi yếu hả? Anh Dũng Mori này dạy tiếng Nhật rất chất và dễ hiểu. Cũng tạm tạ, bình thường. Bây
Được chưa? Bắt đầu đi, thôi bắt đầu luôn đi. Với 300 người bắt đầu không? Tại vì mấy cái từ can gì đầu tiên nó dễ đấy. Nào, bắt đầu thôi chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé mọi người nhá. Mình nghĩ là hôm nay giờ 5 thì có vẻ hơi ít người đúng không? Mọi người vào thì nhớ like và bấm tim nhá. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài ngày hôm nay. Rồi, hay. Rồi, đây là một đề thi thử N5 mà có lẽ là các bạn sẽ tìm thấy cái dạng đề ở rất là nhiều nơi đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm thử nhá. Trước tiên là chữ Hán. Đầu tiên là phần đọc chữ Hán đúng không? Chữ Hán có 7 câu à? 7 câu thì có thể xem nào. Chữ Hán thì có 10 câu ấy, 10 câu chữ Hán. Bắt đầu đơn giản thôi. Chữ đầu tiên. Dễ rồi. Một là mấy nhỉ? Một là mấy? Điền luôn nào. Con cho đáp án luôn đi nào, 1 và 2 này. Nhìn chữ Hán thì viết vèo vèo phát là xong á. Đúng rồi. Một là gì nhỉ? Cái này thiên về trường âm đúng không? Anh em nào? Anh em thì là cái gì đây? Anh em là chữ Hán số mấy nhỉ? Có ai có đáp án chưa? Nào, hơi có lên nào. Hai chữ luôn đi nhỉ. Câu 1 đáp án mấy? Câu 2 đáp án mấy? Không có ai comment. À đây, Hữu Quốc 14 này, Linh 21 này, Minh Huyền 22 á. Em ơi, các bạn mà điền đáp án thì nhớ ghi là 1 mấy, 2 mấy nhá. Kiêu đai thì sẽ nhớ được mà trường âm được kiêu đai, ok. Đáp án 4 này. Số 2 là gì nhỉ? Phía gì đây? Phía gì mà có hai cái chân nó lòi ra nhỉ? Phía Tây đúng không nào? Tây đọc là gì? Nishi này. Rồi. Okay. Cái câu số 1 ấy, cái từ Kyodai đúng không? Cái từ kia đứng một mình thì đọc là gì nhỉ? Hai chữ đúng không nhỉ? Anh thì đọc là gì nhỉ? Ani và em trai đọc là gì đấy? Ô tô gì nhỉ? Ghép với nhau sẽ là anh chị em nói chung Kyodai nhá. Rồi. Hai, chúng ta bước sang câu số 2. Mọi người cố lên nào. Làm đi, làm ngay luôn. Nhanh luôn và ngay. Câu số 2, 1 mấy và 2 mấy. Kyo wa shigatsu chấm chấm desu. Rồi, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4. Nhớ là bạn để ý là số 3 và số 4 chứ nhỉ. Câu số 3 đáp án mấy nào? Câu số 4 đáp án mấy? Mọi người điền vào nhá. Câu số 3 đáp án mấy nhỉ? Chưa thấy lên, hình như là do mạng chậm quá. Điền đi, nào, mọi người điền nào. Câu số 3 là mấy nhỉ? Trần Đức Huy này, 32 này. 32. Mọi người điền luôn rồi, thế mà em nhìn thấy nhỉ? 32, 4 mấy? 32 rồi thì 4 mấy? Em đúng cả 2 rồi trên C. 44. Đúng rồi, cho ăn dễ đúng không? Ê, 3 là 2. Đúng đấy. Rồi, chúng ta nhớ quy tắc đọc của nó đúng nào. Và câu 4 là gì nhỉ? Yô cả là mùng mấy nhỉ? Yô cả mùng 8. 8 đúng nhỉ? Còn số 3, số 4 thì không có rồi nhá. Mùng 8. Còn câu số 4 sẽ là Shita. Shita gì nhỉ? Shita là bên dưới nhá. Đấy. Chữ hạ đúng không nào? Bên dưới, ở bên dưới cái bàn có con mèo. Câu số 5, 6. Sao lại 31? Rồi, ai chọn 31 đấy hả? 3 là 2, yo cả. 3 là 2 nhá, 4 là 4. Rồi. Yo cả là ngày mùng 8 đấy chưa? Yo cả là ngày mùng 4, thấy chưa? Nếu anh sai nữa thì chết. Thì thôi đấy. Đúng hết mọi người đúng mà. Đấy, mấy ngày sai. Nào, câu số 5, 6 nào. Bình Tôm bị Thúy Trần bị Câu này mà sai trên lớp phải tạo mình ăn mắng. Câu 32 đúng không? Nhưng mà có 31 đây. Thu Phong 31. Tiếp theo. 5 và 6. Nhanh nào, 5 và 6 nào. 5 thì là mấy nhỉ? Fujisan wa Nihon de Ichiban Yama desu. Câu này quá dễ rồi. 5 là 3, 6 là 4. 5 là 3, 6 là 4 này. Hai câu này dễ quá rồi đúng không? 5 là Hakai nhé, Hakai. 6 là Hapekuen. Hapekuen đâu? À đây, Hapekuen này. Nhớ nhé, dấu tròn, PP. Hapekuen. Đúng rồi. 5 là 3, 6 là 4, xong rồi. Thế là chúng ta có 1 điểm. Rồi, mọi người làm đúng hết không? Tiếp theo, đúng hết rồi. Hai. Tiếp. Đây con này hơi khó một tẹo thôi. Câu khó một tẹo à? Câu số 7 mấy nhỉ? 7 và 8 nào. Borupe no gì nhỉ? Borupe no gì? Kaimashita. Rồi. Câu số 8 là pan wo moraimashita. Nói ý rồi, nói cho. Hay,
Được chưa? Nào mọi người cho đáp án nào. Mô lực bền ô. Cái mà xin lỗi mọi người. Còn gì đây? Hôm nay bị cúm. Ôi sao tấm cái 5, 6 là 7, 8 đi á. 7, 8, 7, 8. Đấy, 7 có đáp án 2, 3 gì kìa. 7 đáp án mấy nhỉ? Có người 2, có người 3 đấy. 7, 2 này. 7, 2, 8, 3 này. Xong rồi 8, 4 này. Cái gì? Đáp án 3, 4 thì lung tung đấy. Không có ai đồng nhất à? Mấy bài dễ thế này mà. Mọi cho đáp án hết rồi này. Ni hồng, sam bồng. Đấy, mình đọc là sam bồng. Sam bồng là cái gì đây? Sam bồng, nè sam bồng. Sam bồng, B nhé. Sam bồng. Một. Đúng chưa? Sam bồng. Khai mát ra, tôi mua 3 cây bút nhá. 3 cây okay. Bút B. Câu số 8 đáp án mấy? Câu số 8 là gì đây? Câu số 8 là ham bừng. Ham bừng. Ham bừng, ok, câu này dễ ra. Ham bừng là một nửa, đấy. Một nửa. Nên cái từ từ vựng này nó không cho vào trong gì nhỉ? Nam đâu, tuy nhiên nó sẽ xuất hiện. Các bạn nhớ học từ này nhá. Khả năng nó xuất hiện trong bài thi là rất là nhiều đấy. Từ ham bừng này. Bởi vì nó có hai chữ Hán này chúng ta phải học á. Được chưa? Ok. Đấy, tiếp theo nhá. Hình như là mọi người thấy hơi mờ, em sẽ cho lại gần một chút cho mọi người xem. Hôm nay hơi xa, em để hơi xa. Chưa? Được chưa? Xa quá em nhìn cũng được. Được chưa? Xa nhìn được chưa? Mọi người nhìn được chưa? Trời ơi, khổ thân tôi lắm ấy. Được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi. Nhìn rõ chưa, các thanh niên? Rồi. Không cần nhìn thấy dấu tên tèn. Không nhìn thấy dấu tên tèn, chán lắm. Không biết mình bật HD, nhưng mà bật lên bật HD. Em bật HD rồi mà. Rồi, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi thì comment một cái nào. Không nhìn rõ âm ham bừng à? Mọi người nhìn rõ chưa nhỉ? Nhìn rõ chưa? Không thể nhìn được tèn tèn mà ma rơi. Rồi, nào. Em vào đi. Cho gần nữa rồi. Em vào đi, em cứ vào đi, anh chị nhờ. Anh chỉnh kém lắm, anh chỉnh toàn để cho đẹp trai để không được nhìn rõ rồi. Mình xấu cũng được nhưng mà nhìn bảng đẹp là được. Cho thêm tí. Anh em vào. Cho gì? Thì con mèo con chuột vào. Thôi. Không cho linh tinh nữa nhá. Nhìn không được. Được chưa? Rồi 9 rồi, 10 nào. 9, 2, 12 mọi người bắt đầu quay trở lại đây, đúng rồi. Ok, 22 này, 9, 2, 12 này. Đúng rồi, thêm 9, 2, 12 đúng không anh? Atarashi đúng không? Đúng rồi, Atarashi và Umi Oyogi Nikimasu. Đi ra biển bơi nhá. Tiếp theo. Đấy, môn đề 2 này. Rồi. Môn đề 2 thì trong cái là 5 á, thì người ta có một câu, chắc chắn là có một câu từ Hiragana sang Katakana. Hay. Thế nhỉ? Xem các bạn có đọc được thì nhỉ? Katakana không có. Đúng rồi. Đây là sang cái dạng bài thứ hai của nó đúng không nhỉ? Xong rồi thì chúng ta chọn chữ Hán này. Thường đúng rồi. Đây chữ Hán đúng không? Đây chữ Hán mà. Viết chữ Hán. Viết chữ Hán. Vậy chúng ta chọn đáp án đi. Ừ, câu số 1 mấy nào? Câu số 1 wa shatsu. À wa shatsu. Wa shatsu mấy nhỉ? Hôm nay vẫn đông ấy chứ? Rồi, N5 cũng đông không kém các bạn N3, N2. Nào. Tất cả máy tính em phải mở đi mở lại bởi vì nó cứ bị đơ đơ. 'Chị ơi, câu đầu không xem được câu hỏi. Trời ơi, em không phải nhìn câu hỏi đâu. Không phải câu hỏi. À, chắc là không nhìn được cái này. Trực tiếp, anh ngẩng lên một tí nữa cho nó. Rồi, nào, 11, 1 này, Tú Thăng này, Nụ Ngú, Võ Ngọc này. Võ Ngọc 21 đấy em. Thảo là 11, Tú Thăng 11 đấy à. Hải Hồng 11, ok. Linh why? Kelly 11, đúng chưa? Why Satsu, đúng rồi. Ừ, Why Satsu là gì đấy anh? Time Master, ok. Đúng rồi. Câu tiếp theo. Đấy. Rồi, câu số 13 chúng ta sẽ điền là gì nhỉ? Higashi no Sora ga Akai. Là bầu trời phía đông thì màu đỏ. Hai. Higashi. Hai. Vậy chúng ta cùng đi cùng nhau nhé. Cái này là kuru này đấy. Kuru. Kimasu đúng không? Kimasu. Kuruma. Kuruma.
đây là Higashi. Đúng rồi, ta bán số mãi không chờ mọi người làm à? Số là tên rồi nhé. Ừ, 13 mọi người điền 3 rồi. Hay thế không? Rồi, câu số 14. 14 mọi người điền. Câu số 14 là Hekmaen des. Hay Hekmaen. Dễ rồi cái câu này thôi. Câu này em không làm được. Đây là cá tạ không phải thấy chưa? Nhưng mà đôi khi mọi người hay nhìn nhầm á, đúng không? Chúng ta hay nhìn nhầm số 3. Cái này nó không có cái lòi lên trên nhá, không có lòi lên trên. Cái này khác với chữ này, hai chữ này khác nhau. Ừ. Chưa? Cái này, cái này. Ok. Hay. Xong. Tiếp theo, câu số 15, Google. Google thế nhỉ? Google số mấy nhỉ? Cái từ này một từ mà mình thấy các bạn nhầm rất là nhiều. Kiểu nhìn hoa mắt, anh phải các bạn nhớ năm để cho các bạn làm từ từ thôi anh. Viết những chữ này ra. Được chưa? Viết những chữ này ra. Đâu, cô cô. À, kikimasu. Có, ai nào? Có, 16-2 này, 15-2 này. Đang 15 đúng không? Ok, 15-2, 16-2, 15-3, 16-3, 15, à đây, 15-3, 16-2 này. Các bạn điền 3-3-2-2 rồi. Ôi dồi ôi, thôi chết rồi. Tôi lại cứ tưởng mọi người giỏi lắm thế này, chán quá. Đó là 2-2. Ừ, đáp án thì phải đúng hết, sao lại có cả 3 này. Buồn nữa là buồn đấy. Các bạn nhớ nhá, cái là cô này, cô gộ, tức là chính ngọ này. Chính ngọ đúng không? Chính ngọ nhé. Còn đây là con gì đây? Con bò. Con bò, ừ. Được chưa? Vào giờ ngọ, tức là lúc 12 giờ trưa ấy, ừ. Con bò ngoi lên sinh ra. Không được sinh ra thì à, con bò được sinh ra. Để mình viết ba chữ này. À, ừ. Viết lại nhá. Thấy chưa? Vào giờ ngọ, trưa này. Trưa này. Con bò thì nó có cái sừng nhá. Con bò mọc thêm cái sừng được sinh ra đúng không? Sinh ra rồi nhá. Chữ sinh, chúng ta có chữ sinh cuối cùng đúng rồi. Ba chữ án rồi, đúng ba đây nhá. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có đáp án số mấy nhá? Câu số 15 là đáp án số mấy rồi? Số 2 đúng nào, cô gọi là buổi chiều nhá. Được chưa nhỉ? Yep. Ừ. Kikimasu là số 2. Ừ. Đấy nhỉ? Ok. Nhớ nhá, cái câu này là ở bên trong là chữ gian này. Đấy. Gian này là gì nhỉ? Di cảm này nhé. Ừ. Còn chữ này là ở bên trong nó là cái tai này. Đấy nhỉ? Cái tai này sẽ. Đấy bên trong này cái tai. Đấy nhỉ? Ừ. Hai cái khác nhau đấy nhá. Cái chữ kikimasu này nó bên ngoài chữ mông đúng không anh, chữ cửa đúng không? À, thì chữ kikimasu là nghe thôi, bên trong cửa thì có cái tai đúng không, chúng ta gì nhỉ, lắng tai nghe chỗ cửa ấy, thế là ra động từ kikimasu đấy. Đặt tay bên cái cửa để nghe thử, nghe thấy Dũng nói cái gì đúng không nào. Kikimasu đáp án số 2. Tiếp theo đấy, jikan. Ừ, vừa nói chữ cảm sao, vừa nói chữ cảm chữ này dễ rồi, nhìn mọi người chữ cảm là thời gian, anh cứ để mọi người làm đi. Thì cả mà. Ừ. Ame. Ờ. 17 mấy nào? Ôi dồi ôi, Huyền Anh, xin xe ơi, em đúng từ đầu đến giờ chưa sai câu nào. Được. Thế thì phải cho 100 pháo tay cho bạn Huyền Anh nhá. Dê. 1, 2, 3, 4 giống nhau hết xin xe ạ, chả giống nhau tí nào. Đấy. Rồi. 17, 1, 18, 2. Ờ, Đức Duy này. Bạn Thuần này, Sunshine này, 17-1, 18-2 đúng chưa anh? 11, 17-1, 18-2 đúng rồi. Đúng rồi, như vậy chúng ta có 2 đáp án đúng rồi nhá. Ok, hai. Tiếp theo nhá. Ok, ai bảo nãy gặp hai sensei ăn phở mà giờ đã livestream? Ai đấy? Chắc học sinh ở trung tâm à hay nào đấy? Hay là bạn nào vẫn đang ngồi ngay cạnh? Ờ, có ở bên trên này. Bên trên con trai. Con trai á? Ừ. Đói quá phải đi ăn phở xong về livestream. Ăn thế xong rồi tối nay sẽ không ăn được cái gì cả. Anh có dịch ra cho mọi người làm đáp án nào. Đấy. Ừ. Cũng đi ăn phở à em. Ok. Ừ. Anh xem này. Anh xem nào. Ok. Có phải trời đang mưa không sân xe? Sao biết trời đang mưa. Hôm nay các bạn làm đợt năm nghe nghe vẻ làm việc hòa đồng với nhau hết nhỉ? Không thấy ngoan ngoãn. Nào, câu 19 và câu số 20 chúng ta có đáp án rồi. 3, 2 này, Lệ này, Lê Phước Cự đúng không nhỉ? Hay là Võ Vũ Linh này,
mọi người điền 32 nhưng mà trường Tây lại chọn 34 à? Điền từ vựng và chỗ trống đúng không? Ờ, chỗ này là đây là một dạng bài khác đúng không? Đây là dạng bài điền từ vựng và chỗ trống chứ không phải là anh sang cái dạng bài mới anh phải bảo mọi người với chứ. Ừ. Tiếp theo này 32 này, 3 số 22 này, ok. Mimas là xem gì? Mọi người đều chọn đáp án số 3 rồi đấy. Câu số 19 đáp án mấy? Như sự đúng không? Đúng rồi, như sự hay. Thời sự TV này. Ừ. Bữa nào tôi cũng xem thời sự TV. Hay. Hay, tiếp theo. Tô số càng ngô hồng ngô. Anh dịch luôn những từ khác đi. Nô tộ là gì? Nô tộ là vở. Cho các bạn ôn lại luôn. Lazio, Lazio. Posto, Posto là cái hòm thư. Ừ. Được chưa? Ừ. Posto là hòm thư. Ừ. Lazio, nói chưa gì? Lazio là Lazio. Ừ, là Lazio. Tiếp. Ừ. Tô số càng ngô hồng ngô. Gì đây? Tô số càng ngô hồng ngô. Bạn đi đến thư viện thì bạn sẽ làm gì sách nhỉ? Bạn sách. Một là mượn, hai đi trả nào. Ừ. Đáp án mới, đáp án 2 rồi đúng không nào? 20 là 2 chứ nhỉ? Cái Kaishimasu. Các bạn chưa học. Đã chưa học N5 mà chọn từ này á? Học từ này đâu. Nhưng mọi người đọc ăn đang là đúng hết rồi này. Đúng rồi. Ừ. Đây. Không có kết thúc. Oshimasta không có. Oshimasu là nhấn đúng không? Nhấn ấn đẩy. Kaishimasu trở về, owanimasu là kết thúc đúng nhỉ? Đều không thể phù hợp với từ này. Đây là đi trả sách của thư viện nhá. Ừ. Kaishimasu. Ừ, ok. Suzuki-san wa akai boushi o kedo. Cái này là Nam cũng còn nhớ không? Boushi, boushi là cái gì đây? Là cái mũ. Cái mũ trên đầu đúng không nào? Cái mũ thì chỉ có đội thôi. Ừ. Đúng không? Ừ. Cũng thể mua cái mũ màu đỏ cũng được nếu mà có chữ mua. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải nhớ được là âm à, cái động từ đội là động từ nào đúng không? Ừ. 21 mấy nào? 21 mấy và 22 mấy nào? Wow, 700 người đang xem rồi. Được. Rất tốt. Ừ. 21 1 1 à. Học rồi đúng không? Ờ, 21 1. Từ đội ngũ học rồi đúng không? Đúng không? Nó bất tin. Kaburu này, kaburimasu. Rồi. Anh Suzuki thì đang đội cái mũ màu đỏ. Suzuki sao á? Akai boshi o kaburte imasu. Chứ nhỉ? Rồi, câu số 22, mọi người chọn cho nó mấy nhỉ? Số 22 á. Ừ, 22 chỗ đó mấy đây. Sky, ikanai de kudasai. Hai. Bởi vì thế nào đó nên là đừng đi xuống dưới hầm. Ừ. Dưới gì đấy? Bởi vì thế nào nên là đừng đi xuống hầm. Đi xuống hầm. Một, abunai gì nhỉ? Abunai nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm thì đó là nguy hiểm nên là đừng có đi xuống hầm. Câu số 2, itai gì vậy? Đau. Bởi vì đau nên đừng có đi xuống dưới hầm. Bởi vì to nên đừng có đi xuống dưới hầm. Bởi vì xa nên đừng có đi xuống dưới hầm. Bởi vì nguy hiểm đúng không nào? Ừ. Chúng ta chỉ nên đi đến những nơi cao giáo thoáng mát thôi. Còn xuống dưới hầm là rất là nguy hiểm nhá. Nên là chúng ta sẽ chọn đáp án 1. Tất cả mọi người đã chọn đáp án đúng rồi đấy. Thế nào? Ichinichi san gohan o tabemasu. Đếm đúng không? Đang nói về đếm. Ăn cơm mà, ăn 3 bát cơm à? Ừ, ăn 3 bát cơm thì nói đang ăn mấy bây giờ? Thôi, ăn 3 bát cơm à? Ăn 3 bát cơm. Ở đó không phải đây là đi chim chim một ngày, tôi mất một ngày thì ăn. Ăn gì đây? Không phải ăn 3 bát cơm đâu. Cho mọi người điền đáp án. Nào mọi người thử điền nào. 22 là 1, sang en. En. Hai bạn là bạn sang cai. Sang cai là 3 lần. Ngày ăn 3 lần à? Ơ, ngày ăn 3 lần đúng rồi gì đó. Ừ. Một ngày ăn 3 lần thì sẽ. Còn bông, bò bông này chỉ, à đâu, đây là bang đi đúng không? Bang là số đếm đúng không? Ichibang, nibang, sambang nhé. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có câu hỏi thứ nhất đó là một ngày thì ăn cơm 3 lần. Và đáp án của chúng ta là đáp án số 3. Mọi người chuyển tiền không? Chưa sai câu nào, Lý Nguyễn Huy đúng không? Chưa sai câu nào, buồn xin dễ. Trời ơi, lại có thích sai hả? Được. Câu này than vãn nhưng mà quá tự kiêu. Tôi mơ mồi rất là nặng này. Đúng rồi. Núi à, mọc núi lặn à. Nhà mà à. Mimi là cái tay nặng à. Nimo sự là hành lý nặng à. Ơ, được, hành lý. Có hành lý thì chúng ta ở số 3 rồi. Đúng rồi, 24. Món ăn nặng. 24 thì chỉ có thể là nimotsu thôi đúng nào. Nimotsu là gì nhỉ? Là hành lý, lặng nặng. Món ăn nặng cũng có. Món ăn nặng, món gì nặng? Đây ra đấy, ví dụ món lợn quay chẳng hạn nhỉ? Quay chẳng hạn. Chả liên quan.
Anh đi mà cãi cùn với ban giám khảo á. Hay là cái con gì nhở, chica trên YouTube à, con này nó ăn một đống này này, nó ăn của nó là nặng, nó to. Sao anh lại gọi người khác là chị là con? Các bạn có biết cái chị mà ăn rất là nhiều bên Nhật không? Không phải chica, Kinoshita Yuka. Đã không biết gì còn thích cứ nói linh tinh. Được chưa? Ok. Ok, và chúng ta sang câu số 25, 26, mọi người điền nào. Kono camera de watashi yo. Cái gì đó? Saka no o shimasu. Ờ, rồi. Tôi cái gì đó bằng cái camera này. Đấy. Watashi yo. Nghĩa là gì đây? Watashi yo. Kono camera de watashi yo kudasai. Hãy làm gì tôi bằng cái máy ảnh này. Hãy làm gì tôi. 26, 25 à? 25 Hiển 3 đúng không? Mọi người đều chọn đáp án 3 rồi. Ok. 3. Ừ. Đúng rồi, tốt tệ rồi đấy. Tôi. À, chúng ta có từ shashin wo toru ấy, chính là động từ mà chụp ảnh á mọi người. Câu này đã liên quan đến máy ảnh thì phải nhớ cái động từ chụp ảnh đúng không nào? Hãy chụp tôi bằng cái máy ảnh này. Ví dụ cái từ tốt tên này thì các bạn chủ yếu là nhớ đến sợ xin nó tô được rồi đúng không? Chụp ảnh. Nhưng mà tên là chụp tôi thì cũng được nhá, ok? Còn cắt tên là mua tôi bằng cái này này không được. Mắt tên là đợi tôi bằng cái này không được. Mốt tên là mang tôi không được đúng không? Thế thì có 26, có đáp án chưa? 26, Sakano chấm chấm, Oshimasu, tôi sẽ làm cái gì của bộ môn bóng đá nhỉ? Có bạn đáp án số 4 này. Sports là thể thao. Tôi làm thể thao bóng đá. Mọi người chọn đáp án 4 này. 4 á? Chơi 4. Trời. Trời, câu số 26 mà chỉ điền 4 đi hả? Quá nhiều đáp án 4. Nhưng mà có ngọc luận đáp án 2 này. 2, 6, 4, quá nhiều. Hồn quả đá làm câu nào cũng đúng mà bây giờ sai rồi nhá. Ôi giời, tưởng người ta không nhớ à. Đáp án mấy nhỉ? Sakano Renshi wo suru shimasu, đúng rồi. Cần một lối đi. Hình như cần một lối đi hỏng con đá ba thì sao? Mà được chấm gió. Cần một lối đi á. Thấy chưa? Ok. Đáp án số 2. Tập bóng đá thôi chứ. Renshi. Renshi wo shimasu. Có cái động từ này, cái từ này thì nó sẽ đi được với oshimasu đúng không nào? Tiếp theo. Mọi người mình nghĩ vào đây. Tiếp theo. Thấy chưa? Hai bài này. Kisaten wa kutsuya no. Kisaten. Kisaten là cái gì đây? Là cái cửa hàng cà phê, cửa hàng uống nước nhá. Cửa hàng cà phê đi. Kutsuya này. Kisaten wa kutsuya no chấm chấm desu. Thế bây giờ mọi người phải cái từ kutsuya gì nhỉ? Kutsuya, đây kutsuya. Là từ kutsu là gì nhỉ? Là đôi giày đúng không? Đôi giày thì bây giờ ya nữa là cửa hàng giày. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn vào cái ảnh này để xem là nó miêu tả cái quán cà phê thì nó gì nhỉ? Nó như thế nào về cái quán giày nhỉ? Nó ở đằng trước, bên cạnh, bên trên hay bên dưới nào? Đáp án mấy nào mọi người? Bạn vui quá vì không sai câu nào. Vui quá vì không sai trong câu nào. Đây là năm mà. N5 rồi mà sai thì buồn chết. Nhưng mà nói thế chứ ngày xưa mình mới học thì mình làm sao mà làm đúng hết được. Kiểu Cantandane. Không phải Cantandane. Cantandane. Hai mẹ là mấy? Tôn mẹ là phía trước, tôn đi bên cạnh, lệ là bên trên, bên dưới là số 2 đúng không? Tonari desu. Đấy, rồi, tonari desu ne, tonari. Đúng hết chưa? Mọi người làm đúng hết không? Đúng. Đúng hết rồi. Đấy, và làm hai câu 28 nè. Câu 28 là Tanaka-san wa chấm chấm de tabete imasu. Bạn Tanaka thì ăn bằng cái gì kia mọi người? Bạn nhìn mọi người ăn bằng cái gì đấy? Bằng cái dĩa đúng không nè? Bằng mồm. Ăn bằng... Ai chả ăn bằng mồm, chẳng nhẽ ăn bằng mông à? Ăn số mấy? 27, 28 nè. 27, 28 rồi nhưng mà vẫn 27. Tám đáp án mấy nhỉ? Chưa thấy đáp án. Bốn. Em
thân nhân 1 và 2. 2 1 1 1 1 1 đúng chưa? Cái này là cái gì đây? Cái này gọi là cái khô cự nhé. Khô cự là gì nhỉ? Là dĩa. Cái dĩa. Rồi. Ok. Nai cự là gì đấy? Nai cự con dao. Ừ. Hát sĩ là đũa. Và spoon là thìa. Ừ, spoon là thìa. Nha. Yeah. Spoon là thìa. Tiếp theo. Chúng ta bước sang dạng bài cuối cùng của gì nhỉ? Của phần một bài thi từ vựng. Đó là tìm một câu mà nó có diễn giải nghĩa giống nhất với cái câu đề bài. Được chưa? Câu số 1, đấy. Thủy em chưa một lần được nhắc tên với đáp án. Khổ thân em quá. Senshu kaze o hikimashita. Demo mo daizoubu desu. Chưa bụng nữa. Tại vì comment các bạn nhảy nhanh quá nên không đọc hết được đâu. Câu số 1 mấy nào? Câu này chắc phải cần suy nghĩ đúng không? Senshu kaze o hikimashita demo mo daizoubu desu. Tuần trước thì tôi bị cảm. Đây, mình đây, đang bị cảm đây. Kaze. Demo mo daizoubu desu. Nhưng mà khỏi rồi. Câu số 1 mấy? Câu số 2 mấy? Mọi người đang chọn đáp 4 đấy hả? Ừ. Ừ. Chuẩn đáp 4 luôn rồi đấy. Đáp 4 là gì nhỉ? Kaze o hikimashita, ima genki desu. Cái từ genki thì nó sẽ bằng với từ daijoubu kiểu như vậy đúng không nhỉ? Genki là khỏe, còn daijoubu là ổn rồi, là không sao. Như vậy là chúng ta sẽ có đáp án số 4 nhá. Sao tự nhiên có đứa nào ở mặt tức thế này? 29 là 4. Ừ, 29 chúng ta có đáp án số 4 nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu số 30. Kono shigoto wa jikan ga kakarimasu. Kono shigoto wa jikan ga kakarimasu. Cái từ jikan ga kakarimasu gì nhỉ? Làm đi cho bạn làm đi, xong thì mình giải thích cho. Jikan ga kakarimasu. Ừ. Bạn này biết cả chữ Hán rồi mình sợ này. Ừ. Cái có điện thoại không biết chữ Hán này. Đâu, ai biết chữ Hán. Dở. Biết chữ Hán cho nó quen tay. Ừ. 29 muốn đến 30 rồi mà. Ừ. Rồi bạn Lệ nói đúng rồi đấy, tốn thời gian đấy. Cái này đúng là tốn thời gian đúng rồi. Jikan ga kakarimasu là tốn thời gian đúng nè. Ừ. Tốn thời gian. Thế bây giờ chúng ta sẽ có đáp án mấy nhỉ? Câu số 1 này, kono shigoto wa sugu ni dekimasu. Công việc này tôi có thể làm ngay lập tức. Câu số 2 này, kono shigoto wa sugu ni dekimasen. Tôi không phải làm ngay lập tức. Câu số 3, kono shigoto wa taihen kantan desu. Công việc này rất là dễ. Và câu số 4, kono shigoto wa totemo tsumaranai desu. Cái nào gần nhất với nghĩa của nó nhỉ? Mất thời gian thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì gần gần với nó bây giờ? Mấy anh? Vũ trí đại. Cái gì đấy? Vũ trí đại. Anh nói gì đấy? Genki desu ka? Không. Cái thằng cu là trước nó hay gặp bên Nhật đấy. Thế à? Giật cả mình. Tự nhiên vũ trí đại gì gì ở đây. Đấy, vũ trí đại làm đúng là gì nữa à? Ừ. Ok. Ừ. Tôi không thể làm được việc này ngay bởi vì công việc này nó gì đây? Cần thời gian đúng nào? Gì cảm giác cả kadimas nè. Có một từ đấy nhưng mà như là tai hay là vất vả đúng không? Tuy nhiên tai hay còn có nghĩa là rất nữa. Bằng với lại tốt tệ mộ. Tai hay mà bình thường bằng với từ, à nó là tính từ thì là vất vả khó khăn mà. Còn khi nó đóng vai trò là phó từ thì nó sẽ nghĩa là gì? Rất nhá. Tai hay ureshi desu. Ai này khổ, hai nói mãi, dưng quá đạp xích lô kiếm tiền cho cô đánh 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 gì đấy. Tên dài quá trời. Rồi, chúng ta bước sang câu tiếp theo nào. Này Vũ Trí Đại comment lại em yêu anh Dũng kìa. Đâu. Anh sang câu tiếp theo đi cho các bạn. Đấy là gì đấy, nó ngoài yêu đâu. Comment dưới ạ. Các bạn lại. Anh Sumaranai là chán nhá mọi người nhá. Hình như các bạn từ năm chưa biết đúng không? Sumaranai là chán. Tiếp theo. Yube michi de Suzuki san ni aimashita. Là gì đây? Tôi đã gặp anh Suzuki ở ngoài đường đêm qua. Yube ở đêm qua, con học từ này chưa? Yube. Ghi vào nhá. Yube bằng với Kinonoban. Kinonoban. Hôm qua tôi đã gặp anh Suzuki ở ngoài đường. Suzuki, Suzume, chim sẻ. Gặp anh chim sẻ ngoài đường. Đã liên quan Suzuki-san.
Suzume-san. Số 1 là mấy nào? Chỗ này nó sẽ hỏi mình cái từ Yube là gì đúng không? Là hôm qua, đêm qua đi nào. Đêm qua trong chỗ này đằng sau giống nhau hết rồi, chúng ta sẽ phân biệt này. Ototoi no yoru là tối hôm kia. Ototoi no asa là gì nhỉ? À, sáng hôm kia. Thế bây giờ kino no yoru, kino no asa không phải đúng không? Và kino no yoru đáp án số 3 nhá. Đấy, biết là từ Yube chưa? Các đọc mình à? Yube. Yube. Yube, ok, đáp án số 3. Hai. Ok. Thế này á. Thùy em này, 30 này. Ok. 30.3 này. 31, bây giờ chuyển sang 31, 32 đi. 32, 32 này. Tanaka-san wa uta ga shōzu ではありません. Hai. Hát không giỏi. Hát không giỏi thì nó là cái gì? Shōzu ではありません. Rồi. Ngược lại cái từ shōzu sẽ là gì đây? Để ta. Đúng rồi, câu này dễ quá đúng không nào? Thế nên là trong chương trình N5 chúng ta chỉ cần nắm chắc về từ vựng là làm được mọi người nhá. Câu số 1, uta ga kirai desu là ghét hát. Uta ga suki desu là thích hát. Uta ga suki dewa arimasen là không thích hát. Và cuối cùng chúng ta có từ uta ga heta desu là gì nhỉ? Bằng với jozu ja arimasen nhá. Ok. Thế thế. Kono zubon wa kitanai desu. Kono zubon wa kitanai. Cái quần này bẩn. Ừ, bẩn. Bẩn thì là không sạch. Ừ. Không sạch thì nó đây. Số 1. Dễ quá, cho đáp án luôn. Sao anh cứ cho đáp án luôn đấy, chả đố mọi người gì cả. Dễ quá rồi. Ừ. Bẩn thì sẽ là không sạch thôi, nhưng mà sẽ có nhiều bản bạn bảo là kire là đẹp. Ừ, nhớ nhá, từ kire có hai nghĩa, một là đẹp. Thanh sensei wa kire desu ne. Và một cái kire nữa là sạch, là kono heya wa kire desu, được chưa nhỉ? Ok. Hai. Được chưa? Anh dạy thêm mấy từ. Đấy. Jobu là gì? Jobu là bền. Bền. Nhá. Được chưa? Hurui, hurui là cũ, còn mizukai là ngắn. Ngắn. Ok. Rồi. Được chưa? Được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp. Được một nửa rồi, phần ngữ pháp rồi. Thế nên là các bạn hãy ấn like nào, chúng ta sẽ nghỉ giữa giờ một chút nhá. Đấy. Rồi. Ấn like. Thực ra mình chỉ cần không ai cần ăn cơm, không cần uống thuốc, khi bệnh chỉ cần có like, có tim là mình sẽ khỏe lại. 800 anh em rồi này. Ừ. Hôm nay đông nhỉ? Ừ. Tôi nghiệp sinh sang Nhật 6 tháng, thi N5, buồn thật chứ. Hai. Đó, tôi nghiệp sinh sang Nhật N5 á. Nhưng mà đến lúc về còn 2 năm rưỡi nữa đúng không? Thì lúc về Việt Nam cầm bằng là 2 bè là được rồi. Okay. Mọi người cố gắng, kể các bạn tu nghiệp sinh hay là đi làm bất cứ gì bên Nhật thì cũng tận dụng thời gian có thể bồi bổ thêm kiến thức cho mình á. Nhá. Bây giờ có giúp mua đi chúng con rồi chưa? Lại bắt đầu chém gió đấy. Có giúp mua đi chúng con thì bài học rất là đầy đủ để cho các bạn có thể đi thi được đấy. Rồi mọi người chọn đáp án luôn hết rồi kìa. Tôi quên mất để này. Bỏ nghỉ giải lao cơ mà. Lê Phương ước mơ N3 khó xin xe à. Em ơi chả có gì khó cả, cố lên em. Nếu mà làm việc mà vất vả quá thì thôi, nghĩ đến bố mẹ ở nhà cố gắng lên nhá. Chúng ta sẽ, ai cũng có nhiều nỗi vất vả đúng không nào. Thôi mọi người chọn đáp án luôn rồi. 1, 3, 2, 1. Mình cứ làm đi tí nữa chém nó không. Rồi xin mời câu số 1 nào. 1 đúng rồi. Super de, super de. Ringo to Mika no kaimasu. Mua đúng không? To, đó số 3. Đúng rồi. Và đúng không? Và. Và. Một táo và một quýt. Ừ. Táo và một quýt. Tiếp theo. Ototo wa kotoshi daigaku ni harimasu. Ừ. Vào đâu đó thì là ni đúng không? Ừ, ok. Ra khỏi đâu đó thì sẽ là o. O demas đúng không? Ừ. Đây là demas. O demas. Đại học O demas. Này. Ừ. Heya O demas. Tiếp theo. Anh đọc trợ từ thấp thấp xuống thôi, không các bạn lại bảo lên giọng. Lên. Đấy, rồi câu số 3. Đây là watashi
chấm chấm khai tay đấy là gì nhỉ? Đây là bức tranh mà tôi vẽ. Vẽ thì đáp án là số mấy đây? Mấy nhỉ? 3, 4 à? Mấy nhỉ? Đoạn số 3 và đoạn số 4 là Lý Nguyễn 31 này. Rồi, chữa đi. Mọi người đã cho đáp án đâu? Cho đáp án xong thì chưa? Đúng không? Phải ghi cả số vào, 3 là mấy, 4 là mấy. Cái lúc 41 này, phải biết ai. Đấy, bọn Bùi Đức Tài này, 3144 này. 3144 đúng không? 31 đúng rồi. Đó. Đó. Người nào thực hiện hành động là đó, thấy chưa? Watashi ga kaitak. Cái này là mấy bài trong cuối cùng. Đây là gì đấy? Bức tranh, đây là bức tranh mà tôi đã vẽ. Thấy chưa? Trên màn hình ai nhìn thấy? Ví dụ mẹ tôi gửi chẳng hạn. Thì Oka-san ga okutta. Oka-san ga okutta. Được chưa? Mẹ tôi gửi. Được chưa? Rồi. Đây là bức thư mẹ tôi đã gửi. Đấy. Có đều á. Oka-san ga okutta. Oka-san ga okutta. Đấy, Oka-san ga okutta. Ok. Bảo này mọi người nếu mà đọc cả câu ấy thì nhớ gì nhỉ? Cho cái trợ từ nó xuống. Ok, không có sau này thế nào có người bắt bẻ đấy nhá. Rồi. Tiếp theo. Câu số 4 nè. Ani wa soccer ga suki desu ga ototo. Ototo wa. Đúng không? Đó số 4 đúng không? Mọi người đặt biển 4 nè. Ok. Ototo wa amari suki dewa arimasen. Rồi. Anh trai thì thích bóng đá nhưng mà em trai thì lại không thích lắm. Ừ rồi. Ừ. Đó là số mấy? 4 thì đúng không? 4, đường số 4 trong. Cái này thì phải nhắc mọi người, trong N5 chắc chắn nó có một bài mà nó hướng dẫn là hai chủ ngữ trong một câu mà có hai vế mà hai chủ ngữ song song như này bao giờ phải chủ ngữ là trợ từ và nhá. Được chưa nhỉ? Cái này trong N4. Ừ, N4 hay N3? N5. N5 nhá. N4 có ghi mà. Thế á? Thế sao bài hôm nay cho N5 không này? Bạn công ty bây giờ nó quan trọng gì nó cũng N5 đâu. À, thế thì anh chữa tiếp đi. Rồi chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo. Nào, hơi nhanh nhẹn khỏe nè. Hai. Yếu quá. Watashi wa jitensha notte kumi e ikimasu. A. Nào, nanji ni uchi e kaerimasu ka? 7 ji kaerimasu. Ừ. Hey, ok. 5161. Đúng không? Watashi wa jitensha. Jitensha ni. Đúng, đúng rồi, động từ leo lên là các bạn N5 mà biết từ này rồi, cái từ này của N4 đấy nhỉ? Jitensha ni noru là gì nhỉ? Mình leo lên tàu đúng nào? À đâu phải leo lên tàu mà. Đi xe đạp. Comment, đây là đi xe đạp nhá. Chúng ta đi xe đạp thì cũng giống với từ densha ni noru là gì nhỉ? Chúng ta lên xe đạp nhá, đi xe đạp. Jitensha ni noru, đáp án số 1 đúng chưa nhỉ? Jitensha ni noru umi e ikimasu. Rồi, câu số 6 để mình xem là các bạn có biết tại sao câu số 6 lại là đáp án 1 không nhỉ? Câu số 6 đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 1, goro ですね. Nanji ni kaerimasu ka? Là về nhà lúc mấy giờ, tôi sẽ về vào lúc khoảng chừng 7 giờ. Thì còn có bạn thích có 4 cũng được là thầy tôi. Rồi, thứ nhất cái từ you và my này chúng ta sẽ bỏ qua, không thể nào mà dùng từ trong này được nhá. Thế bây giờ cái từ goodai và từ goro nếu mà dịch sang tiếng Việt chúng ta đều dịch là khoảng. Ví dụ cái từ goodai là
khoảng trừng đúng không? Nhưng mà các bạn nghe nhá, chúng ta sẽ có một từ như sau, shichijigoro là về nhà vào tầm lúc 7 giờ. Thế còn chúng ta có một từ khác là shichijikangurai là gì nhỉ? Khoảng trừng 7 tiếng đồng hồ. Trong 7 tiếng này chúng ta sẽ làm một cái gì đó, tức là diễn ra một quá trình nhá, trong vòng 7 tiếng. Còn cái từ goro kia là khoảng trừng xung quanh cái gì nhỉ? 7 giờ đấy, được chưa? Hiểu chưa? Đấy chứ nhà mọi người hiểu cái này chưa? Ngày xưa các bạn ở trên lớp cũng rất là hay thắc mắc cái này với mình đúng không nào? Và ngoài ra gurai còn rất là nhiều những cái nữa, ví dụ như là gurai mà cô độ đây là khoảng này đúng không? Có gurai là khoảng 7 tiếng đúng không? Anh vẽ thế thì khó hiểu. 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng đúng không? Đúng rồi. Hay là ví dụ như là đấy. Được chưa nhỉ? Nhà em đến đây khoảng bao nhiêu phút đây? Tôi gurai kakarimasuka. Khoảng bao nhiêu phút rồi, được chưa nhỉ? Đấy, và chúng ta sẽ sang. Mọi người hiểu rồi đúng không? Hiểu chưa? Có ai bảo chưa hiểu không? Đấy. Cái gì đây? Thôi sai hai câu rồi, không chơi nữa. Sai hai câu không chơi nữa, dỗi không chơi nữa. Em tắt chưa? Bố gọi á. Rồi, em tắt rồi. Rồi, mọi người chọn câu tiếp theo đi, câu số 7, câu số 8 nào mấy nào? Vừa bị đơ đơ một chút đúng không? Ok. Vừa nãy em bố gọi. Rồi, mọi người chọn tiếp nhá. Hello. Chết rồi, đang ở đâu, có số mấy nhỉ? Khổ lắm. Đấy, tự nhiên bố gọi đấy mọi người. Lớn rồi, bố gọi này. Nào, câu số 7 sẽ mấy đây? Tanaka-san wa doko desu ka? Asuko desu. Ima denwa de. Denwa de gì nhỉ? Nhìn này, anh Tanaka ở đâu đúng không nhỉ? Ở đằng kia kìa, và bây giờ anh ấy đang với chúng ta sẽ dùng thể gì nhỉ? Ơ, chết rồi, mọi người không xem được à? Ơ, vẫn xem được mà. Đúng rồi, vẫn xem được. Mấy nhỉ? Ơi, tự nhiên nó bị đơ rồi, không xem được rồi. Rồi, mọi người điền đáp án rồi đúng không? Quay lại rồi, trời ơi. Bảy hai đúng không nhỉ? 72. Hay, đáp án của chúng ta sẽ là Hanashite imasu ne, đang nói chuyện. Tiếp theo, câu số 8 nào. Risa-chan wa Lisa-chan wa kune kaerimasu ka? 1月 ni kaerimasu. Anh mở xem của anh có xem được không? Xem được. Rồi. Tiếp, câu số 8 này là gì nhỉ? Lisa-chan wa gì nhỉ? Lisa-chan wa .. kune e kaerimasu ka? 1月 ni kaerimasu. Về lúc nào đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ chọn năm mấy bây giờ sẽ là Itsu. Khi nào đúng nhỉ? Khi nào, hỏi về thời gian đúng không? Về vào lúc nào á nhá. Tiếp theo. Hai. Bố gọi pháp về 200 thành viên đã giảm sút. Rồi, câu số 9, câu số 10 của chúng ta, mọi người làm tiếp nào. Câu số 9 đúng rồi. Asta hondo nodo. Hai, wakarimashita. Rồi, bắt đầu. Câu số 10. Watashi wa koromo no toki sports ga. Câu số 10. Câu 9 đúng rồi đúng không? Câu 9 đúng rồi. Được rồi. Câu số 9 đúng rồi. Sao xong nhỉ? À không. Mẹ nó cứ bị lỗi, mày ghét thế. Máy đều. Máy mua, máy này bao tiền? 20 triệu. Quá tầm thường. Giờ không tin được có giá tiền thôi. 9 món. Mỗi cái mạng không bắt được.
Motekite Grasai đúng rồi. Hãy mang đến đúng không? Motekite là mang đến đúng không? Ok. Tiếp. Câu số 10. Thầy con hồi còn nhỏ thì tôi gì đây? Không thích thể thao lắm. Sukikunakata. Số này là 2. Mấy? Sukikunakata. Sukikunakata. Hả? Trời ơi, cái gì? 10 vẫn 2 kìa. Trời đất. Đâu, đâu, đâu? Mình full HD rồi mà. Sao lại mở nhỉ? Tất nhiên là mấy điện thoại mình vẫn nhìn được. Chẳng phải sao. Em vẫn nhìn được mà. Rồi, 10 đã bắn 1 kìa. Thôi anh ơi, chọn đi. Kể đi. 10 bắn 1 hết rồi kìa, đúng rồi. Đây là tính từ với Na đúng không? Tính từ với Na thì phải là nếu mà Arimasen thì start. Đúng rồi, Deva Arimasen. Trời ơi, đừng có điền là Suki Kunakata nhá mọi người. Suki Na. Tính từ tôi, Na nha. Ví dụ là còn là 2 năm trước thì cô Thanh không nổi tiếng đâu. Ninen mai, 2 năm trước đúng không? Thanh sensei wa yume dewa arimasen deshita. Dạ. Xong chưa? Ok. Đấy. Kodomono toki là lúc còn nhỏ nha em nhá. Seo aun gì gì đấy. Ok, rồi chúng ta sẽ sang tiếp hai câu tiếp theo mọi người làm nhá. Tamasai o no denwa bango shite masu ka? Ie. Ie. Ie, ie, gì nhá? Tanaka san no denwa bango shite masu ka? Ie, ie, ie. Đến đáp án gì bây giờ? 11 nè, 11 đáp án 1 shirimasen. Đúng chưa anh? Đúng, shirimasen. Đúng rồi. Shirimasen tức là không biết. Thường cái động từ shirimasen ấy thì mà khác về shirimasen. Shirimasen. À, shirimasen thì như này này. Đây này, shirimasen đến thời điểm này không biết này, ok? Shirimasen. Sitte masen tức là cho đến thời điểm hiện tại đến bây giờ tôi không biết. Sitte masen là nghe anh nói thế thì lại bảo là không. Cái từ gì nhỉ? Cái từ động từ shirimasen này khi mà chia cái em nhớ cái động từ biết này khi mà nó chia thể thể gì nhỉ? Thể thể vti mas nó không chia, nó chỉ dùng shirimasen. Hai shite masu. Ha, ie, shirimasen. Đúng không? Nhưng mà trong phần nói thì nhỏ nó thế là shite masen. Tóm lại nhớ này nhá, trong chương trình N5 khi mà mình dạy mình nhớ gì nhỉ? Có một cái gì nhỉ? Có biết không thì khi mà chúng ta trả lời hai thì là gì nhỉ? Hai shite masu. Còn shiranai thì còn ie thì là shiranai hay là ie shirimasen. Chia như vậy thôi nhá, chứ không không chia là shite inai, được chưa nhỉ? Shite imasen. Được chưa? Rồi và chúng ta sẽ nhìn câu số 12 này. Câu số 12 egao gì nhỉ? Chấm chấm a tore depato e ikimasen ka? À, いい desu ne. Là gì nhỉ? Đáp mấy nào? Egao. Được rồi. A tore là gì nhỉ? Sau khi bao giờ về veta tore desu ne. Veta tore. Ok, veta tore. Mờ quá thầy Dũng ơi. Rồi, đáp án số 3 nhá. Sau khi đi xem phim thì có đi Depato không? Đi trung tâm thương mại không? Nhá. Như kiểu đi chặt tiền Blazda không? Sao trong một câu rồi nhỉ? Hay. Rồi, tiếp. Này thực ra nhìn rõ rồi mà chẳng qua tại sao không hiểu sao các bạn mộng mờ đây. Tiếp theo, câu số 13. Kayoubi to mokuyoubi piano o osiete imasu. Còn mấy câu thôi? Còn 20 câu. Còn 7 câu thôi, cố lên nhá. Cô anh ơi dạy nhanh lên 8 giờ rồi kìa. Đấy, mọi người cho đáp án kìa. Nào. 12 13 thì cứ 12 nè. Được được được. Câu số 13 nào. Kayoubi to mokuyoubi. Mokuyoubi gì nhỉ? Mokuyoubi dake piano o osiete imasu ne.
tôi sẽ chỉ dạy gì đấy, chỉ dạy piano vào gì nhỉ, hai ngày, thứ nhất là Kayobi to Mokuyobi, thứ ba thứ năm thôi, còn Kara từ đâu đến đâu mà đến đến luôn nhỉ. Hô lộ là gì nhỉ, khoảng chừng thì phải áng chừng bằng từ gra nhá, một cái định lượng nào đó. Tiếp chúng ta có câu số 14, Kimura này, Kanaka sao vào yoku ano terebi o mimasu ka? Ie gì nhỉ? Ie nào, không thì bao giờ dùng một từ gì mà đi phủ định nào? Ie. Amari mimasen desu ne. Amari mimasen. Như vậy câu số 13 chúng ta đáp án số 2 và câu số 14 chúng ta có đáp án số 3 nhá. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ bước sang hai câu 15, 16 nào mọi người điền nào. 昨日の映画は昨日新しい映画を見に行きました。はい。昨日映画。はい。その前なんか昨日の映画は何や。手は悪くなるぞ。面白くない。面白く。その前、数字は何や。その前、ボチ字だい。ボチ字ですね。面白くなかった。どんな。 Câu số 1 sai chữ y, chữ y phải biến thành katta nhé. Câu số 3 không được, không có omoshiro janakatta vân vân, hay là omoshiro datta không có. Đây nhỉ, đây là điều dạng ở chia của cái tính từ đuôi na và danh từ hết. Như vậy chúng ta có lệnh động từ số a, đáp án số 2 là đáp án đúng nhá. Hay. Rồi, câu số Hôm qua anh đã đi siêu thị mới à? Đến 3 độ là cái trung tâm mua sắm. Trung tâm thương mại đúng nè. Trung tâm thương mại. Và anh đã đi đến cái trung tâm thương mại lớn kia, đúng không? Mới kia đúng không? À, tôi đã đi đến trung tâm thương mại mới. Thế à? So desu ka? So desu ka? Được chưa? Do desu ta ka? Anh thấy thế nào? Nó thế nào? Được chưa? Còn so desu ka? Thế là gì? Thế ồ à? Vậy à? Ồ vậy à? Ồ thế á? Thế á? Nhá? Được chưa nhỉ? Ok. Tiếp theo. Rồi, và cái dạng bài cuối cùng trong phần ngữ pháp đó là dạng bài mà chúng ta điền để sắp xếp sao mọi người nhé, điền để sắp xếp sao. Tổ sắp xếp sao thì chúng ta sẽ chọn đáp án mấy nằm vào cái sao đấy nhá. Quá dễ rồi. Câu số 1 nè. Atarashi. Danh từ. Danh từ. Atarashi is ne. Atarashi gì nhỉ? À đây là kyoshitsu là danh từ đúng không? Ừ.新しい教室ですね。は、あ、ちょっと難しいね。新しい教室は、あ、もの、広くて、あ、人、ドイツ入ってる、どうな。あ、です、ね、です、理解ね、は、うん。で、まず、そこが、もう、ば。うん。どうぞ、ふ、とい、え、ちょっとね、はい、4、5、6、7ね。あ、オッケー。うん。ファンファンもない。 Rồi câu số 18 nào, mấy bạn bảo hại não đây. 18 này em ơi, cố lên. À không phải em ơi mà các bạn ơi. Cái sao ạ? Sáng ngày gì đây? Cái câu này là mấy nhà là 4 mới học và là 5. Ở đây có từ này, mộ là cũng gặp cô này, đi học này. Tabenai de tức là ăn này, nani này. Nào, bài hại não nào, điền đáp án nào. Rồi. Nghe cái câu nani mo tabenai nghe quen quen. Nani mo tabenai de rồi dễ rồi con gì, đáp án mấy đây nhỉ? Đọc luôn rồi thì thầy xuống đọc một đáp án là còn gì đúng không? Nani mo mo là bột đúng không? Hai bên này đi đúng không? Các bạn điền 4 1 3 2 chuẩn luôn rồi. Bởi vì hai bên này thì là mỗi câu này đừng không làm gì mà làm cái gì đó. Rất là giỏi, toàn thanh niên N5 đúng không đây? Thôi không đánh răng mà đi ngủ thì nói nhỉ? À, hào migakanai de, nè, nemasta, được chưa nhỉ? Được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo. Không đeo kính mà xem clip. Sẽ là gì nhỉ? Megane o kakenai de ano video mite imasu ne. Đúng rồi. Em không đeo kính mà xem clip. Được chưa? Tiếp theo. Toàn thanh niên N3 ưu tú ấy ạ. Chán lắm, còn vâng sai 5 câu ấy này. Tít dở sai 5 câu rồi.
số 19. Sao sao rồi đấy? Sao sao rồi đấy? Cô Bang là gì đây cô giáo ơi? Cô Bang là đội cảnh sát nhá. Tại đội cảnh sát à? Sumimasen, yubin kyoku. Chỗ đội cảnh sát là để đi hỏi đường nhá, chứ các bạn à thôi, không sao sai. Em học mà ai mà đọc thầy cô không? Có, học online thì có. Đúng rồi. Nam chân chính mà sensei ơi. Phùng Hải Tùng á, Phùng Hải Tùng là đứa nào học sinh của mình à? Phùng Hải Tùng á. Tùng là học N3 của cô rồi mà, đúng không? Phùng Hải Tùng đây này. Ừ, bây giờ mà còn bắt mặt vào đây xem N5 ấy hả? Ờ. Học thì thử thách ra học mà hai nói đi. Đúng, chắc là Phùng Hải Tùng này rồi. Anh giờ 4-1-3-2 kìa. Để nào. 4-1-3-2. Học thì lười. 4-1-3-2 đúng không? Dạy mãi không không ấy. 4 nào ạ? Tùng á. Quá đồ cô. Giúp kêu những cái cửa đồ cô. Ni. Ừ. Arimasuka. Anh biết chữ xấu thế. Sumimasen, yubin kyoku wa gì nhỉ? Yubin kyoku wa doko ni arimasuka? Có ở đâu đúng nè. Đúng rồi. Hay. Tiếp theo. Rồi, chuẩn quá. Câu cuối cùng luôn rồi đấy. Dũng-san. À, còn hai câu nữa. Smith-san, kensa, nani o shimashita ka? Tosokan. Tosokan, chấm chấm. Ikimasu. Chắc chắn là ấy rồi. Đi rồi đúng không? Tosokan ấy. À, không là cuốn sách. Không ố. Không là đi về ố rồi. Không ố. Không ố kia là kari ni á. Ừ. Kari ni. Ikki masta. Bài đề nào sẽ là 2-4-3-1. Đúng rồi, các bạn chọn đúng rồi, 2-4-3-1 chuẩn hết luôn rồi. Đấy. Rồi, dễ rồi đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ bước sang câu cuối cùng trong phần đọc phần bưng vô này nhá. Trên mạng còn một nửa đề đọc hiểu nhưng mà cái đề đấy thì nó bây giờ mà chưa hết thì nó hơi dài nên là các bạn sẽ coi như về bài tập về nhà làm thêm nhá. Cô nói khó nghe quá, cô xin lỗi. Kyou no gogo wa egao mini ikimasen ka? Ừ. Buổi chiều hôm nay thì là thế nào? Rồi đi xem phim. Cái egao. À đây có pizza tè này đây. Egao mite. À cho các bạn chọn đáp án đi. Hai bốn ba một à? Hai không phải chọn là phụ đúng ba, à? 3-2-4-1 3-2-4-1 các bạn chọn này. 3-2-4-1. Ừ. Rồi, chuẩn rồi. Đúng rồi, ok. 3-2-4-1 xong rồi đấy. Hay. Xong rồi anh. Vào, chào các bạn đi. Nó đi còn đầy đi mà. Thôi. Ôi. Nốt bài này đi, để anh xem nào. Anh em mình thử điền nhá. Hajimemashite, watashi wa Lisa desu, Brazil kara. À, kara. Đó, kara ra xuống ấy. どうやったらはいからブラジルから来ました。誰ちょいな。で、私は日本の映画が好きです。国で日本の映画をたくさん見ました。私は日本語で日本の映画を見たいです。でも、かなりでも tôi rất muốn xem phim gì nhỉ? Phim của Nhật Bản bằng tiếng Nhật nhưng mà gì nhỉ? Mà là nhiều mùa Amari Wakarimasen cả là. Nhưng mà bởi vì tôi không hiểu cho lắm nên là gì nhỉ? Tôi không thể xem được. Đó là sao? Thế là bên dưới không phải đọc nữa. Làm như anh thì có đúng, mà. Đúng rồi thì đó. Đã làm thì phải làm các bạn nhé. Thế này. Minasan, hajimemashite. Watashi no Kankoku no Kim desu. Tôi là Kim này. Watashi wa sengetsu Nihon e kimashita. Watashi wa ima Nihon ima Nihon no kaisa de hatarite masu. Đúng rồi. Đấy là mà hatarite masu này. Rồi sau nó có hai. Ok. Tiếp theo. Watashi wa Nihon no tabemono wa suki desu. Senshu kaisa no hito to osushi wo tabe ni ikimashita. Osushi wa totemo oishikatta desu. また食べに行きたいです。
chắc chắn là ở đây là ký tài rồi. Tôi lại muốn đi tiếp á, ý ký tài. Được chưa? Miasa wa nihon no tabemono de nani ga, à nani ga, đang hỏi mà suki desu ka, nani ga. Được chưa? Thế là chọn được đáp án bài này nhá. Đây kara này, phần này lấy mộ đúng không? Đấy, xong phần đầu là hataraite masu. Thấy không? Không có nhìn đáp án mà dịch được này, thế mới siêu chứ. Tiếp theo này, ikitai desu. Đấy, tôi lại muốn đi tiếp á. Ikitai desu nè. Minasan, nani? Cái câu này làm nào bây giờ? Nani ga? Ơ, sao không có nani ga nhỉ? Để xem lại xem nào. Có chữ gái. À, có chữ gái thôi. Bây giờ chỉ cần nani thôi. Được chưa? Nani. Phải không? Đúng rồi. Hết. Nào vậy được không em? Cho nào vào này nhé. Mệt. Có thanh mệt đây này. Thanh mệt quá rồi này các bạn. Tim ai thả đi để cho cô cười nào. Đã bảo là muốn ngữ pha với cả từ vựng rồi còn cố. Cố nó phần đấy cho mọi người. Ok. Đi cô. Đây, dạy đi. Không, mọi người thích dạy đâu, mọi người muốn tâm sự gì à? Thôi nhé, bà hôm nay đến đây kết thúc nhé. Rồi, các bạn có hỏi lịch mai thứ 3 là N4 nhé, được chưa? Thứ 5 là N3 và thứ 2 tuần sau lại một buổi N3 nữa nhé, được chưa? Rồi, thôi mỗi buổi học 1 tiếng thôi, học hơn tiếng thì lại đuổi nhau về hết, đúng nè. Thôi nghe nhạc cái gì, nghe nhạc á? Các bạn biết ca sĩ Phương Thanh không? Ngày trước bố cô Thanh này thích nghe ca sĩ Phương Thanh này, đợt là Phương Thanh này. Hồi trước về vừa nghe em gái là Phương Nhàn cũng thế, nghe có một cô sĩ tên, ca sĩ tên là Phương Nhàn thế này, đặt tên là Phương Nhàn. Còn em trai là Quang Huy, em trai là Huy ấy, thì thấy cái anh bình luận Quang Huy trên bóng đá, anh bình luận hay quá, thế là ta đăng ký luôn. Quang Huy. Hôm qua vừa về nghe bố vợ chém gió. Góc khuất hỏi có dạy N1 không cô? N1, những người mà học đến ngon nhá. Những người mà cần thì bọn mình chỉ là những người mà từ tầm N thấp thấp thôi. N5, N3, N2, N1, à N4, N5, N7, N2, N3, N4, N5. Còn thật những cái bạn mà giỏi ấy, mà học những cái mà cần để khó dịch giết các thứ ấy, thì mình nghĩ đến tầm N1 hay đến tầm học những cái khó thì mọi người chẳng cần phải dạy làm gì cả. Chúng ta chỉ cần lúc ý là mọi người đã trải qua một quá trình dài học tiếng Nhật, lúc ấy có thể tự đúc kết cho mình khả năng học rồi đúng không? Nên là nếu như mà đã học lên mức độ cao hay là mức độ chuyên sâu rồi thì thôi học thầy không bằng tự học nhá. Còn những cái người mà mới mà chưa có định hướng hay là lúc đầu còn khó khăn thì chúng ta mới cùng nhau học như này đúng không? Nên mới có cô Thanh Thế Dũng. Chứ còn những cái khó hơn thì gì nhỉ? Tự học. Thôi anh có ấy không? 97.574 tên các bạn vào đăng ký kênh YouTube cho mình nhá. Để mình được nút bạc, anh thèm nút bạc quá. Anh có mở nghe nhạc không? Người ta bảo mở nghe nhạc gì cơ mà. Rồi, nút bạc. Hay. Tất cả các buổi của mình thì sẽ đều dạy vào 7 giờ buổi tối nhá, được chưa nhỉ? Hay. Ok. Xong rồi. Nhạc đâu? Nhạc đây gì? Em thích bài gì à? Em thích bài gì? Chuyên môn gì nhá? À hỏi cái gì nhỉ? Các bạn thích bài gì nào? Thích bài của Banh Lét hay là thích bài của ai? Chán thế, ai có nghe hát gì cả, chán. Thế mình tự tìm lại. Xem sao anh chán thế mở bao giờ rồi, anh đừng có mở bài của Banh Lét, em ghét bài Banh Lét rồi đấy. Anh cho em nghe nhiều thì em ghét rồi đấy. Thì nghe bài hát à. Không thích nghe cái gì nữa. Danh bố giận này, không thích nghe Monster. Quần chuột Banh Lét.
cái gì Monster vành lẹ á à? À, bọn con chuột nhá, gì vành lẹ kìa, xem chim sẻ đánh đế chế. Chim sẻ cái gì á? Thôi chia sẻ cho xe long tí nhỉ, chia sẻ. Ôi anh mở bài gì cho nó nhẹ nhàng ấy. Anh chia sẻ đây, chia sẻ tiếng Nhật cái gì đấy. Anh mà mở linh tinh là thôi tắt nhanh lên để mọi người nghỉ hết rồi kìa, cứ nghỉ đi. Thế mọi người nghỉ thì thôi không nghe nữa. Thì bây giờ thích nói chuyện gì thì nói chuyện. Nói chuyện gì? Tắt máy không nghỉ. Không, đây đọc comment cũng vui mà. Ngồi đọc comment điên. Muốn học thầy thôi ạ. À? À, muốn học thôi thầy ạ. Muốn học thôi ạ. Ừ. Cho em xem xin tên một số bộ phim vừa học được tiếng Nhật hay giải trí với ạ. Rồi ơi. Ngày trước mình hay xem, trước đi đấy thì mình hay xem những bộ phim đấy. Đấy nhớ những bộ phim nhá, mình nhớ những bộ phim mình xem đó. Nghĩa là Gokusen. Gokusen. Đấy, Gokusen. Cô giáo gì nhỉ? Đây gọi là cô giáo. Đây có sẵn nhà đâu. My Boss đấy. Thấy chưa? Nhưng có tiếng Việt đây, cục sen sắp Việt, các nghi cục sen sắp Việt ở đấy mà có. Thấy nhá. Sắp Việt. Này. Thấy chưa? Cô giáo Hamster này, hay biết này, thứ nhất này. Thấy chưa? Cô gái giáo Hamster. Hay là Dragon Zakuda này cũng hay này, thấy chưa? Phim về học đường á. Thế theo em có bộ phim gì không? Thế em xem bộ phim gì nhỉ? Không xem. Xem ấy. Đấy, mình giới thiệu trong một bộ phim đấy rồi, tối nay mấy ngày thôi. Âu Việt Nam, cho em xin cái lịch học N4, N3, tối mai là N4, tối thứ 5 là N3 nha em nhá. Thôi, nghỉ đi. Anh không cho em nghỉ à? Nghe Nơi Bình Yên của Trịnh Đình Quang. Đi anh. Thôi, em kể anh. Em kể anh. Của em mất đảm. Không được, thế em chào mọi người đi chị. Chào mọi người nhá, bye bye. Có phim Maria do không? Hey, bye mọi người. Đây của Thanh muốn chạy đi cả. Đấy nhá, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn. Về hết rồi. Nghỉ hết rồi. Yasumi.